Ngày 27 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự BC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá 6 băng nhóm chuyên giàn cảnh và quẹt xe rồi móc trộm tài sản của người dân khi lưu thông trên đường. Thượng tá Trần Văn Hiếu, trưởng phòng BC02 đã chỉ đạo đội 3 làm chủ lực, phối hợp cùng đơn vị trên địa bàn tiến hành điều tra truy xét. Công an xác định có 6 băng nhóm với 40 đối tượng, trong đó có nhóm của Lê Văn Khải, hay còn gọi Khải Sơn Ba Sụi, sinh năm 1971, ngụ huyện Bình Chánh. Nhóm của Trần Thanh Hùng, hay còn gọi là Bò, sinh năm 1973, ngụ tỉnh Bình Phước. Nhóm của Tăng Thị Hương, hay còn gọi là Hương Già, sinh năm 1958, ngụ thành phố Thủ Đức. Hầu hết các thành viên của các nhóm này có nhiều tiền án tiền sự và có quan hệ họ hàng nguồn gốc từ quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi nhóm phân chia nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên như giả vờ và quẹt xe, xô đẩy gây phân tâm cho nạn nhân, trực tiếp móc túi nạn nhân lấy tiền và tài sản, cảnh giới. Nhóm đi mỗi lần từ 6 đến 10 người, thời điểm gây án từ 3 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Nạn nhân chủ yếu là tiểu thương ở chợ đầu mối Thủ Đức, chợ Hóc Môn, chợ Bình Điền, người đi rút tiền ở ngân hàng về, người ở các tỉnh đi thăm, chăm bệnh nhân nằm viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Qua làm việc, các nhóm này khai nhận số vụ giàn cảnh va chạm nhằm trộm cắp tài sản người dân. Cụ thể, nhóm Hùng Bò 6 vụ, nhóm Khải Sơn Ba Sụi 8 vụ, gây án ở quận Phú Nhuận, quận 5, quận 3, quận Tân Bình, quận Tân Phú, quận 7, quận Bình Thạnh và thành phố Thủ Đức. Nhóm Hương Gia thực hiện 2 vụ ở quốc lộ 1, lấy được hơn 100 triệu đồng.